Là giám đốc của một công ty mỹ phẩm danh tiếng. Vì là con người nên có sự ganh ghét. Cô gái mà Jun Che nói là muốn kết hôn. Vì là tình yêu nên có sự ích kỷ. Quê mùa như thế này, một đứa giả vờ lương thiện. Sơn Danh Ha, một câu chuyện tình yêu đẹp nhất, người con gái mà anh có thể tự hào. Cảm ơn đời đã sinh ra em, Danh Ha. Đó là chuyện cổ tích thôi. Cho Du ra, cô đúng là gan dạ thật đó. Lúc 17 giờ chính tay tôi sẽ xé nát mối quan hệ của hai người. Máu không đáng sợ bằng nước mắt. Cô nghĩ mình có thể điều khiển được trái tim của Du Che sao? Một tù không đáng sợ bằng mất niềm tin. Đón xem bộ phim Lửa Hận Tình Thù phát sóng lúc 17 giờ hàng ngày trên Today TV.